Hi, chào mọi người. Hôm nay Phong làm cái clip nho nhỏ. Chúng ta sẽ nấu một món cháo với cái tên là Mycotic. Rồi. Thì đặt ra câu hỏi là nếu như trường hợp chúng ta ở một cái vùng mà chúng ta không thể kéo được cái đường line internet cáp quang, hoặc là chúng ta đang ở trên một chúng ta có một cái xe khách di chuyển, thì chúng ta muốn phát cái wifi cho những cái hành khách ở trên xe, hoặc là chúng ta ở một vùng núi cao, một cái ngôi nhà nghỉ chẳng hạn, chúng ta có một cái trang trại hay là một cái ngôi nhà nghỉ ở trong một cái vùng sâu vùng xa, nơi đó không thuận tiện để chúng ta thuê một cái đường cáp quang của nhà mạng kéo đến, mà chúng ta lại muốn cho một ai đó dùng mạng wifi trong gia đình của mình. Xung quanh chia sẻ mọi người về cái wifi của mình, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chắc chắn là theo Phong thì các bạn nên nghĩ đến một cái sim 3G. Thì ở đây Phong có cái món hôm nay là Phong có cái nguyên vật liệu là một con Mycotic HAC Lite. Con Mycotic HAC Lite này là một con router của hãng Mycotic, và nó có wifi chuẩn AC và một cái USB 3G của Huawei, mã là E3276 nha các bạn ha. Các bạn nhớ là mã con mà Phong test hôm nay là E3276. Tại sao Phong phải note lại những cái chú ý như vậy ha các bạn ha? Lý do đơn giản là các bạn khi mua một cái USB 3G, các bạn sẽ tham khảo một cái list xem coi là cái con Mycotic của mình nó sẽ hỗ trợ với cái USB 3G nào, chứ không không phải tất cả các 3G. Và cái USB 3G được support đó đó là nó hỗ trợ giao diện gì, giả sử là giao diện BBB hay là giao diện web ha các bạn ha, nó phải hỗ trợ giao diện gì thì giúp cho chúng ta cấu hình dễ hay khó, thì tí nữa vào cụ thể con Mycotic Phong sẽ nói cụ thể hơn một xíu ha. Và một món nữa là Phong một món nữa là Phong luôn luôn có, đó là mỗi khi làm là Phong có một ly cà phê ha, với sữa, để vừa làm vừa nhâm gì không làm gì hết. Rồi ok, tổng thiệt hại, nếu mà tổng thiệt hại của ba cái số này có thể là khoảng 1 triệu ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc cấu hình. Con Mycotic này là đang được Phong reset default. Khi reset default là con này nó ở giao diện interface, là bạn thấy không có cái gì cả, và cái USB 3G cắm vào nó được nhận diện là BBB A1 ha, và hai cái wifi là được ẩn đi. Các bạn ha, các bạn sẽ thấy quay quay lịch nó sẽ ẩn đi, và một chút xíu nữa là bạn sẽ nhìn thấy là cái USB 3G chúng ta khi gắn vào nó sẽ là một bọt USB các bạn ha, bọt USB 1, nhận bọt USB 1, và chắc chắn nó chỉ là một thôi vì lý do là cái này có một bọt. Rồi ok, bây giờ đầu tiên là chúng ta cấu hình con Mycotic để nó phát được wifi, và sau đó chúng ta mới cấu hình đến 3G ha. Đầu tiên bạn cấu hình wifi, bạn enable nó lên. Đây là wifi 1, wireless 1 của nó là luôn luôn là 2.4, và Phong đặt nó luôn để dễ nhớ 2.4 ghi hạt chứ không gì cả ha. Rồi bên phần wireless thì các bạn thấy con này nó đang chỉnh chọn mode là station. Thì Phong không biết là một số con Mycotic nó sẽ khi mà reset default nó sẽ chọn mode là station, thì các bạn chuyển qua giúp Phong là mode AB brick ha. AB brick thì AB brick này á, các bạn sẽ chọn cho mình là chuẩn chạy từ nó support ha, brand nó support từ bank, nó support từ hai ghi của B, chuẩn B, chuẩn G và chuẩn N ha các bạn ha. Có nghĩa là chúng ta chấp nhận cho cả ba chuẩn, hoặc là không là bạn chỉ thích là GN thôi cũng được, hoặc không là
chữ B thôi cũng được gì gì đó, nhưng mà theo Phong thì chúng ta nên chọn hoặc là chữ N, chỉ N thôi, còn các chủng khác không dùng. Thật sự ra là bây giờ mà kiếm được chủng chủng B với chủng G rồi hơi hiếm ha. Không sao cả, chúng ta cứ chấp nhận là từ B cho đến N cho nó rộng đi ha. Và cái tiếp theo là các bạn có thể là độ rộng kênh channel width ha, thì nếu mà độ rộng kênh là 20 mê hạt vẫn được ha, nhưng mà Phong chọn luôn là 20 hoặc là 40 mê hạt ha. Độ rộng kênh của Phong sẽ là 20 40 mê hạt, nó sẽ cho mình một cái thông lượng lớn hơn, một cái thông lượng lớn hơn. Và mã Cauchy, Cauchy code ở đây là Phong sẽ chọn cái gì, Phong thường thích Mỹ ha các bạn ha. Ok cứ vậy đi, Phong thường thích Mỹ, còn các bạn thì có thể chọn Việt Nam hoặc là chọn một cái quốc gia nào đó mà mình thích. Đừng nói đùa thôi, ở Việt Nam là chúng ta có thể chọn Việt Nam các bạn ha. Mất công là mọi người nói là làm việc ông này ở Việt Nam mà chọn này kia, nhưng thôi Phong cứ thích Mỹ, Phong chọn Mỹ đi ha. Các bạn đây là sở thích mà nha các bạn ha. Rồi cái ID là cái tên wifi đó. Chúng ta thường có cái thói quen gọi nó là cái tên wifi đó, thì Phong chọn luôn là cái tên wifi là Nguyên Tích 3G 2.4 GHz. Diễn giải vậy cho chúng ta dễ dễ nhớ đó ha. Rồi ok, lúc này là chúng ta đã bật được cái sóng 3G 2.4 GHz rồi. Phong để xem coi nó đã lên chưa ha. Rồi bạn thấy nó lên rồi ha, rất là nhanh nhanh lắm á. Rồi tương tự như vậy Phong sẽ enable cái quay lịch 2 tức là 5 GHz. Các bạn ha, đặt lại cho dễ nhớ chứ không làm gì cả ha. Rồi Nguyên Tích có cái hay đó đó, thích đặt cái tên gì là cho đặt. Rồi nó vẫn đang là station, chọn upgrade upgrade ha. Rồi vẫn chọn là chúng ta có thể chạy từ ANAC luôn, có nghĩa là chạy hết tất cả brand có band luôn ha, từ A chuẩn A chuẩn N và chuẩn AC luôn. Và độ rộng kênh là do là chuẩn AC và 5 GHz, nên nó cho chúng ta chọn độ rộng kênh tới đến 80 MHz, tức là 4 lần cái kênh 20. Thực là cơ bản của một kênh quay lại thì nó là 20 MHz, và chúng ta có cái chuẩn cao hơn để mà ghép được thành là bốn kênh 20, nó ra được là 80, chứ nó không phải là chạy một kênh 80 đâu, mà nó chạy bốn cái ghép ha. Rồi nó gọi là kênh ghép. Rồi chúng ta chọn cái frequency là auto, có nghĩa là bạn cơ bản là nó sóng 5.4 thì nó sóng 5 GHz, là nó chạy dài từ 5180 mà nó sẽ phát cho đến 5765 ha. Thì chúng ta cho auto tự thiết bị nó sẽ có cái chọn lựa, nó cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta sẽ đặt 3G 5G ha. À, các bạn ha. Và Cauchy tương tự như vậy, đang bầu cử tổng thống Mỹ nên ta chọn chọn luôn là US, xem như là ủng hộ các đồng chí bên Mỹ bầu cử. Rồi ok. Rồi, bây giờ là chúng ta đã có hay sống chưa? Rồi, đợi xíu ha. Rồi có rồi ha các bạn ha. Rồi hay sống rồi. Bây giờ các bạn có thể enable cái BBB Lion BBA1, tức là cái này là cái gì quên, là gọi là 3G ha. BBA1 3G. À Phong đang có cái sim là sim Việt Nam Mobile. Việt Nam Mobile đặt luôn, tại vì biết đâu chúng ta lại có cái sim khác sao ha. Ok, để dễ nhớ không gì cả. Các bạn thấy nó có gắn chữ R này, này ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái bit ha. Con này reset default là nó chưa có cái gì cả. Bây giờ chúng ta tạo một bit, chúng ta bạn có muốn bit lang hay là bit wireless gì cũng được cả. Nói chung là về tóm lại về cơ bản là chúng ta đặt là một brick cũng được, mà nhiều brick cũng được, không sao cả ha. Ví dụ như đây là Phong chọn là brick line đi ha, brick line đi để HCB nó pin ha.
Option 82. Cái này có dịp Phong sẽ nói thêm về cái DHCP. Phong thực sự nói đùa thôi. Phong cũng đang tìm hiểu về DHCP của MikroTik. Nói chung là vẫn ở đang dậm chân ở giai đoạn BBOE. BBOE. Biết đến đâu chia sẻ đến đó nha các bạn. Cũng không có cái gì là cao siêu cả. Không gì cao siêu hay ho cả. Do đó Phong biết được gì, chúng ta cùng nghiên cứu, cùng nấu cháo. Ok. Rồi. Phong vừa tạo một free plan, bạn có cảm giác như thế này nè, nó giống như chúng ta tạo ra một cái một 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 cái một cái một cái squid ảo vậy ha, một cái villain ảo vậy, giả sử vậy ha. Chúng ta nói chung là cơ bản là Phong cũng chưa có rành nó lắm ha, thì chúng ta cơ bản như là một free plan này để giúp chúng ta nhóm các cái bọt lan vào trong một cái cổng, một cái địa chỉ vậy vậy à, cứ hiểu tạm thời như vậy. Sau đây các bạn professional ha, thì mình làm cái clip này cho các anh em, các bạn chưa biết gì, nên là diễn giải theo cái lối của chúng ta là chưa biết gì ha các bạn ha, thông cảm có thể nó không có chuẩn xác. Rồi ok, Phong tạo thêm một cái brick cho quay lịch, wifi đi ha, wifi đi. Và bạn có các bạn sẽ hỏi là nếu như vậy rồi em chọn luôn cái vít cho con gì wifi nó cùng vít lan được không? Được chứ, nhóm vào trong một được hết. Lúc này các hai cái kẹt wallet nó xem như là một bọt đó, mỗi bọt đó. Mỗi mỗi một wallet một bọt ha. Lúc này ví dụ lan đi, lan là chúng ta có Ethernet 2 nè ha. Tại vì sao không chừa lên Ethernet 1, lên Ethernet 1 để làm cái gì? Để quay BBBY với lại modem nhà mạng. Rồi vậy vậy giả sử vậy ha. Ok. Rồi, copy nó là Ethernet 3 VLAN, copy nó là Ethernet 4 VLAN. What? No 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 no. Nó là 2 3 rồi ha. Copy nó đi là 4. Rồi 5 ha các bạn ha. Ok. Lúc này chúng ta đã có 5 cái sorry. Do là không có cái thay đổi ở cái bọt số 5 ha các bạn ha. Rồi. Các bạn sẽ thấy là thứ nhất là 5 bọt này được nhóm vào một brick ha. Rồi. Giả sử là bây giờ chúng ta còn hai cái bọt quay lịch thì thế nào? Hai cái quay lịch này cũng được xem mỗi cái như một bọt LAN, một bọt wifi, một bọt network à, ha các bạn ha. Rồi chúng ta nhóm hai này vô quay lịch luôn cho nó, nói chung là đã nói wifi thì phải đi theo wifi cho nó pro, đơn giản vậy ha. Rồi quay lịch ha. Cũng không cần thiết, các bạn cũng có thể nhóm tất cả cái này vào trong Brickland được, không có gì cả ha các bạn ha. Rồi quay lại, bây giờ chúng ta nhóm các bọt vào trong Brick. Rồi vậy thì các Brick này tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nó sẽ có một cái IP, chúng ta sẽ đặt một cái IP address, mỗi một Brick sẽ có một IP address ha. Ôi trời, nó có mạng rồi kìa các bạn ơi. Nó là địa chỉ address là 10.64.64.7. Thôi đóng nó lại cái đi, để có gì sớm quá vậy. Sớm quá hao tiền lắm. Đồ ơi. Rồi, address ha, chúng ta sẽ có address list. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy nè, là brick đi, chúng ta đang có hai con brick. IP address chúng ta sẽ đặt cho mỗi một brick là một cái IP. Một cái địa chỉ IP, ví dụ như Brickland này, Phong đặt cho anh chàng này một cái địa chỉ IP. Mình cứ thích, anh thích cái IP này lắm. Một ha, ví dụ vậy ha các bạn ha, xịt 24 đi ha các bạn ha. Rồi ok. Cái ông thứ hai là ông brick wifi thì 192.168.1.1.1
1 đi ha các bạn ha. Rồi cái này thì cho ông quay lịch ha. Rồi các bạn sẽ thấy là một cái IP cho một cái địa chỉ IP cho LAN, một cái địa chỉ IP cho Wi-Fi ha. Rồi tiếp bước tiếp theo là Phong sẽ tạo DNS ha, DNS. DNS server ở đây thì ok, có thể là mình tạo một cái DNS ha các bạn ha. Bạn để 468 cũng được, không sống sao cả ha. Nếu mà không bạn để 468 thì nó truy vấn từ DNS của Google, hoặc là chúng ta tạo luôn DNS server của mình ở đây luôn ha, cũng không sao. Chấm 88.1 đi. À, các bạn ha. Rồi tiếp theo là cho ông nhà mạng vô đây luôn. Ông nhà mạng này không chưa biết ông nhà mạng là ông số nhiêu nữa. Chơi Google cái. Ôi trời ơi, không có internet rồi. Sorry các bạn ha. Nhà Phong nó có mấy line internet nên các bạn thông cảm là Phong cũng có vài cái line internet rớt kia rồi vô này rớt kia rồi. Buồn vậy. Rồi. DNS của VNPT ha. Phong đang xài DNS VNPT. DNS của VNPT là số này nha các bạn ha. Chơi luôn, ta chơi nó luôn. Rồi nha. DNS là 192.168.88.1 ha. Rồi có thể là để luôn số này cũng được, không sao cả ha các bạn ha, là 88 luôn. Thôi mà Phong nghĩ là ok rồi, ok đi ha, các bạn ha. Bước tiếp theo là Phong tạo một cái DHCP, IP DHCP server ha. Ban đầu nó hiện nay nó chưa có một cái gì cả ha các bạn ha. Default, set default con này nó không có hình gì hết. Một cái DHCP server. DHCP. Một đi. LAN đi, DHCP LAN đi các bạn ha. Rồi, interface chúng ta chơi con LAN đây. Ok, thôi sao đi. Bọn chọn DHCP setup ha các bạn ha. Thì tự động đi cho nó đặt cái gì đặt. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta dễ nhất là chọn LAN, chọn cái chỗ DHCP setup này ha. Rồi, cho cái read LAN. Tự động nó sẽ tạo ha các bạn ha. Rồi. Nó sẽ cấp một cái pool cho chúng ta ha. Rồi, bạn thấy là DNS server nó sẽ tự lấy lên luôn. Cái này là lead time chúng ta đang default của nó cho chúng ta 10 phút thì chúng ta cho là 4 tiếng đi, giả sử vậy ha các bạn ha, 4 tiếng đi. Rồi đó là pool 1 dành cho LAN, pool 2 chúng ta tạo cho quay lịch ha, các bạn cứ bấm nét nét tới nó tự tạo cho mình luôn. Ok 4 tiếng luôn rồi. Rồi ok là pool 2 rồi ha các bạn ha. Rồi bây giờ Phong thử coi là nó đã cấp cho mình chưa ha các bạn. Bao giờ 5G đi. Nè. Chưa có password. Nó chưa có password các bạn ha. Rồi 19 phút rồi, nhiều quá vậy. Rồi, nó đã có được rồi ha, chúng ta xem coi là ảnh cấp trên chúng ta IP bao nhiêu. Đúng như IP chúng ta mong muốn không? À nó cấp rồi kìa. 192.168.1.254 à các bạn ha. Rồi DNS server là default gateway nè. DNS
Net server là chấp cho ta 8888 luôn. À, ok. Rồi ok, chúng ta đã ra được internet. Nếu như chúng ta có đường internet, à, chưa chưa sorry, chúng ta đã có được quay lịch, à, qua mạng quay lịch. À, ok. À, vậy đặt câu hỏi là nếu như bạn muốn có một password trong quay lịch thì sao? À, thì các bạn vào đây quay lịch ha, các bạn sẽ thấy lúc này chúng ta sẽ có cái quay lịch security nè ha, security profile nè ha. À, các bạn sẽ vào security profile và các bạn sẽ xem là lúc này nó là cơ bộ default nó là non, à, là không có password á. À, các bạn sẽ chọn nó là dynamic key ha và chấp nhận hết các key ha. À, lúc này ví dụ Phong đặt password là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. Rồi, à, không chạm không làm gì hết, rút key gì đó, rồi nói chung không thay đổi thông số gì, chỉ đặt cho nó một cái password. Và các bạn thấy là chúng ta có thể là disconnect lại ha. Chưa có hiện á, thằng này nó có password rồi nè, do là cái kia nó kết lại nên nó vẫn chưa thấy, nó chưa có thay đổi được cái lưu ở trên cái kẹt ha các bạn ha. Rồi các bạn thấy vào được rồi đó, cấp được IP rồi. Rồi cấp được IP rồi đó các bạn ha. Rồi ok. Xem sơ qua chút xíu về sắm, các bạn có thể xem, có thể bỏ cài Insider để xem cái sắm quay lịch của con MikroTik ha. Theo Phong là sắm, nói về sắm con MikroTik khá ấn tượng, khá là ok. Ừ. Nếu như nói về sắm, cái về cái cường độ, cái tham số và cái độ, nói chung là sắm con MikroTik khá là ok. Các bạn ha, sống con MikroTik rất là ok. À, để dùng là ok. Mấy hôm nay Phong dùng con MikroTik cũng đang dùng thử ở nhà. Rồi. Hiện nay nó báo là chưa có internet rồi, đúng rồi, chúng ta chưa có internet hai các bạn ha, có DHCP có IP rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta quay lại với lại cái 3G các bạn ha, enable 3G lên. Enable 3G lên. Các bạn sẽ nhìn bên xa xớt ha, chúng ta sẽ thấy là chưa có một cái thông số nào. Có rồi kìa. Thì các bạn chú ý giùm Phong một chút xíu, tại giờ cái này là của Phong nó có cấu hình rồi luôn rồi ha. Thì nếu trường hợp mà các bạn không vô được internet, trường hợp nào đó mà các bạn cấu hình không vào được internet thì các bạn sẽ xem cái thông tin này. Phong sẽ có cái thông tin này, thứ nhất là nếu như mobile phone thì các bạn sẽ để ý cho ABN là MWAP ha, gạch WAP, và username là MMS, password MMS ha các bạn ha. À, cái thông tin này giúp ích cho chúng ta sẽ cấu hình cái BBB client. À, và của Phong là Việt Nam Mobile nên là ABN sẽ là Việt Internet ha. ABN mã của nó sẽ là chữ Internet và nó không có username và password nó set nè hai các bạn ha. Rồi bạn chỉ cần có cái thông số này thôi là chúng ta đã có được internet hai các bạn ha. Cái cục này đã truy cập được internet hai các bạn. Rồi bạn thấy rồi ha, nếu như cái chúng ta chỉ cần có cái ABN là có đúng mã ghi chữ internet là đối với Việt Nam Mobile là các bạn đã thành công, đã kết nối thành công, có traffic rồi đó. Ok, nhưng mà tại sao hiện giờ chúng ta vẫn chưa có ra được internet? Thì các bạn sẽ vào giúp Phong chỗ này, IP firewall ha, các bạn vào trong mục NAT, các bạn mở một cái sụt NAT ha, và cái out interface lúc này cũng chúng ta là out interface BBB ha. Rồi action là mất que ra đồ ha các bạn ha. Rồi play ok.
Rồi các bạn thấy là nó có internet rồi đó ha. Do là Phong đang dùng một cái cable nối vào. Bây giờ Phong bỏ cái cáp đi ha các bạn ha. Đây. Chúng ta thử coi là đây, Phong đã kết nối vào cái wallet. Xem coi là nó đã có internet chưa các bạn ha. Rồi, ok, truy cập internet bằng 3G các bạn ha. Sorry, một lộn cáp mây. À, các bạn sẽ thấy nè, traffic có rồi nè ha. Ba nè ha. Ok. 3G chúng ta đọc báo. Em nói chung 3G thì nó hơi yếu, của Phong là 3G, cái này là nó hơi chậm. Còn Việt Nam Mobile của Phong là khuyến mãi, sim khuyến mãi sinh viên, sim sinh viên á các bạn ha. Nên là nó chậm nha các bạn. Của Phong nó được có 1-2 mê vậy thôi. À, nên chúng ta cũng không có hy vọng gì nó quá quá nhanh đi ra đường quốc tế ha các bạn ha, các cái site quốc tế cũng như là Facebook, lướt Facebook tôi chơi rồi vậy đó ha các bạn ha. Rồi đó là chúng ta đang truy cập vào Wallet ha. Các bạn sẽ xem đây, chúng ta chỉ có Wallet trên con MarketX 3G. Phong chưa hiểu tại sao nó đi đâu cái 5G rồi. Giờ các bạn đợi Phong xíu ha. Nó không nhìn thấy trong cái kẹt wallet của Phong. Alo, cái vũ bị à đây này này rồi, cái vũ bị wifi internet của Phong nó cũng hơi không có, nó cũng hơi dễ chứng. Nói chung là Phong không có xài cái cạc on cạc wireless trên trong bên trong, mà do cái laptop của Phong nó hư nên phải xài một cái USB wifi. Bạn thấy kết nối rồi ha các bạn ha, rồi nó cấp được IP rồi, cái ok đó ha. Và chúng ta cũng thử luôn là coi Facebook thì có ok không, YouTube rồi có không, YouTube có chứ. Chúng ta thử YouTube ha, xem thử coi YouTube như thế nào, nó có ok lắm không. Ok YouTube ha các bạn ha. Cái 3G của Phong là cái sim sinh viên á, tốc độ không biết tốc độ đường nhiêu mê nữa. Cũng được cái chứ. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta đã nấu xong món cháo 3G với con mình cô tích. Chúng ta nấu xong món cháo 3G với con mình cô tích thì Phong kéo thêm một xíu cho bạn tham khảo ở đây cái Việt Nam Mobi cho Android rồi Viettel ha. Viettel thì các bạn thấy cái cách cái ABN nó sẽ là V gạch Internet ha các bạn ha. Nem là Viettel Internet, cũng nó cũng không sử dụng username và password. Và đối với lại Vinaphone thì nó là M3 word và username là MMS và password là MMS ha các bạn ha. Rồi Phong sẽ cung cấp thêm cho các bạn cái link để tìm tham khảo qua những USB 3G nào hỗ trợ cho MikroTik dòng nào các bạn ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn.